Đây, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái cấu trúc của cái phần trình bày trình chiếu như sau. Thường thì sẽ bảo mình là gì, yêu cầu chúng ta là gì, à, tạo các cái slide trình chiếu như hình, giật tại các slide trình chiếu như mẫu đó. Như mẫu sau đó là gì, à, sử dụng các cái công cụ trên cái menu của mình á, ví dụ như là gì, à, chỉnh sửa cái slide master, là chỉnh sửa cái khung của cái slide, và chúng ta có thể tạo các hiệu ứng cho chuyển cảnh của các slide, hoặc là tạo các hiệu ứng cho các đối tượng trên vùng slide với animation, được chưa? Hoặc là chúng ta thêm một phần nữa là gì, à, chúng ta tạo các cái phím phím điều hướng, phím tắt để chúng ta điều khiển các cái slide như này, được chưa? Đó, thì đó là một số tính năng yêu cầu của bài. Thì bài này đối với bài này cũng khá đơn giản. Đầu tiên là chúng ta gì, à, thiết kế các slide như mẫu trước. Thì các slide như mẫu thường thì khi mà chúng ta làm bài ấy, sẽ được cung cấp các hình ảnh liên quan ha. À, mình cũng không biết là bài này nó có được cung cấp hình không, xem thử nhé. Hình ôn tập, hình ôn tập có thể là sẽ không có, cho nên mình phải, à, có đây này, được chưa? Hình ôn tập đây ha. Rồi, vậy thì giờ chúng ta bắt đầu. À, đầu tiên ở slide 1, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào cái file của mình. Chúng vẫn là chia màn hình để cho bạn dễ nhìn. Nếu thấy nhỏ quá thì nói mình ha, để mình zoom to lên. Rồi, trên bài 3 slide đây, bài này khá dễ. Nếu đối với bài nào mà thường cái dạng của mình nó là chỉ cái chương trình của mình nó chỉ có là 3 hoặc 4 slide thôi, không có nhiều đâu. Cho nên là trình bày nội dung mình làm rất là ít. À, đầu tiên slide đầu tiên mình sẽ nhìn trước ha. Trừ bỏ cái nền đi, đừng quan tâm, thì chúng ta có là gì, à, nó có một cái text box duy nhất là nội dung, được chưa? Rồi đến nội dung thứ hai, slide thứ hai chúng ta có cái text box tiêu đề này và cái phần nội dung, được chưa? Và tới cái slide thứ ba chúng ta có gì, tiêu đề này, được chưa, và phần nội dung, được chưa? Nội dung đó có thể là gì đó thì tí nữa mình sẽ nói, có thể là test hay có thể là gì. Có thể là test hay là có thể là hình ảnh, thì có thể là có phần smart giống như thế này. Và thường trong bộ đề mình thường sẽ mình sử dụng sẽ phần smart để các bạn biết ha. Rồi, và thì đầu tiên chúng ta cứ soạn hết cái nội dung theo cái đề bài cầu đã, rồi mình sẽ là gì, à, trình bày về cái màu sắc gì đó sau. Và thì đầu tiên chúng ta phải biết được là chúng ta cần gì. Ở slide 1 chúng ta có phần một phần test duy nhất, thì chúng ta click chuột phải vào cái phần là gì, à, cái phần layout, thì chúng ta thấy gì, à, đề bài nó bảo là gì, chúng ta coi là cái mỗi trong tiêu đề thôi, thì chúng ta coi cái layout là nó phù hợp, ví dụ như mình có sẵn rồi, phù hợp là mỗi slide này. Cái này là cái sub, tức là cái tiêu đề con, bây giờ cần hay không cần chúng ta không cần điền. Vậy thì chúng ta cần điền là gì, à, sản phẩm nông nghiệp. Cái phần PowerPoint thì nó thiên về thao tác nhiều hơn là nhập liệu, cho nên nó cũng ít nha, không nhiều lắm đâu. À, rồi đối với cái slide thứ hai chưa, thì chúng ta thấy cái, à, nó có cái tiêu đề với nội dung, mình thấy mình chọn chuột phải cho mình xem thấy đúng không, à, là có tiêu đề và nội dung mà thay thôi content, thì chúng ta chọn luôn và chọn mẫu này luôn, được chưa, và đây là cây đầu năm, chưa. Rồi nội dung thì trong nội dung này chúng ta có thể điền test, điền danh sách, điền một cái bảng, hoặc là chúng ta gõ tạo cái biểu đồ, nói chung tất cả các đối tượng, nhưng mà ở đây nó ghi là mình thấy là gì, nó là cái phần smart thì chúng ta chọn vào cái smart luôn có sẵn, được chưa, hoặc là chúng ta không thấy thì chúng ta chọn insert smart phía trên cũng được ha. Thì chúng ta tìm mẫu, vì chúng ta là còn lại là chỉ có tìm mẫu thôi, thì thường liệt kê dạng danh sách, hoặc là liệt kê dạng theo cái cây xử lý tương tự, được chưa, hoặc là cái cây biểu đồ, cây phân cấp á, thì mình thường chọn mấy cái mẫu nào có sẵn, mình không biết thì mình cứ chọn on rồi mình lướt thì trên xuống dưới là nhanh nhất, được chưa, thì mình cứ chọn sai đi một tí nữa mình có thể sửa được mà, cho nên là không quan tâm đâu, không sợ lắm đâu, được chưa, mình chọn sai chút tí mình chọn mẫu khác lại được, mình không phải nhất thiết là mình phải chọn đúng ngay từ đầu, được chưa, nhưng mà chủ yếu là cái bạn phải biết sửa cái cấu trúc của mình. Được chưa? Rồi, có thì nhìn nè, nó dạng liệt kê như thế này thì mình suy nghĩ đó là nó là dạng danh sách ha. Còn đâu rồi? Đây, được chưa? Nó có sẵn giờ. Rồi, chọn nhấn OK. Rồi, mặc định nó là chỉ màu xanh thôi, không có gì đâu. Nên các bạn cứ để bình thường. Cái màu sắc thì mình chỉnh sau. Rồi, mình nhập nội dung thôi. Ví dụ như là một la mã, là cây cao su. Được chưa? Nó chỉ có một mục à, mục thứ hai không có. Thì ta nhấn Delete, nó backspace để cho mình kiếm được. Để nó về. Là tiếp tới cái phần thứ hai là gì, một hai la mã, nó là gì, còn có cây cây điều, rồi cái này không có thì chúng ta nhấn delete nó số lên, được chưa, delete đó, được chưa, rồi ba, mục số 3, được chưa, nó là cây gì, cây cà phê đó, chúng ta nhập liệu đi thôi, nhấn delete lên đó, nó chỉ cần như đây thôi đúng không,
Rồi, chưa hẳn có phần trình bày luôn, mình cứ nhập liệu trước thì tí nữa mình trình bày luôn. Để tiếp enter xuống cái hoặc là new slide, được chưa? Thì chúng ta có slide thứ ba, tại vì mình nó cũng khá ngắn, chỉ có ba slide mình làm luôn ha. Cây ngắn ngày, được chưa? Vẫn là gì? Cái phần smart, cho nên ta click vào phần smart. Ở đây chúng ta tìm cái mẫu, à mẫu của nó thì dạng liệt ba cái mình hay chỉ á, danh sách này, cái phân cấp này, hoặc là gì cái phần process, tức là cái tiến trình, được chưa? Chúng ta chọn cái ba mà nó là hết rồi, không có tạo gì được. Đây nhìn vô thấy luôn nha, gần các bạn cứ cố gắng tìm cái gần giống nha, chứ đừng cứ nghĩ là nó không thấy, nhìn bên ngoài nó không giống được bằng cái mẫu A luôn. Một nghĩa hai lên mã đậu nành, tiếp là gì, ba la mẹ đó là lúa, và enter xuống để tiếp cái tiếp theo nha, là gì, bốn la mẹ nó là ngô, được chưa? Là xong rồi đó, được chưa? Mình đi xong nội dung rồi, đi xong nội dung rồi, được chưa? Rồi vậy thì mình làm được cái phần nội dung rồi, bây giờ là biết việc tiếp theo mình làm là gì. À, nhìn lại cái giao diện của cái phần slide để chúng ta trình bày thì giống như cái phần slide này. Thì trước hết chúng ta chỉ có 3 slide thôi. Đầu tiên tiêu đề đúng không? Tiêu đề thì nhìn dưới chúng ta thấy này, tất cả cái slide có nó phần gì? Cái phần footer này là số mấy này, cái này là gì, cái ngày tháng năm này, thấy không? Cái ngày tháng năm hiện tại á, này số mấy, ngày tháng năm, thấy chưa? Cái này footer là ngày số mấy, này ngày tháng năm này. Vậy thì cái phần footer này mình mở ở đâu ra? Được chưa? Mình mở ở đâu ra thì nó nằm ở đây. Các bạn vào phần insert, nó sẽ có phần insert header footer đây. Được chưa? Các bạn chọn vào và các bạn mở cái tướng ra. Được chưa? Ví dụ như ở slide thì chúng ta cần ngày, cần ngày giờ, à để chúng ta hiển thị cái ngày ra, chọn mẫu nha, chọn cái định dạng mình mong muốn nha. Rồi thứ hai là gì, chúng ta hiển thị cái phần số mấy, số mấy này nó là cái phần folder mình thêm gì đó, ví dụ ở đây chúng ta thêm số mấy hoặc là cái gì, số mấy của tôi chẳng hạn, như cái tên đồ đĩa tôi, được chưa? Đó rồi rồi gì nữa, rồi xem thử có cái phần là gì, đây có phần này nữa để không để ý ha, có phần nhỏ nhỏ này nữa, đó là gì, cái số slide gọi là slide number, tích vào luôn, được chưa? Thì khi các bạn để ý này, các bạn tích vào này, nó ở chỗ này này, đầu tiên bên trái này tích vào in đậm lên, slide number này bên phải này tích vào in đậm lên, thì đó là cái vị trí ban đầu của cái mẫu có sẵn, tức là cái layer có sẵn của phần slide, nó sẽ là gì, nó nằm ở đó, được chưa? Còn việc mình muốn thay đổi như thế nào thì mình sẽ chỉ tiếp. Bây giờ mình muốn hiển thị lên trước đã, được chưa? Muốn hiển thị lên, được chưa? Ngày này, số máy này và gì, số slide, được chưa? Bây giờ mình muốn định dạng giống như đề bài yêu cầu, chưa rồi thì quan tâm tới background nha, tại vì đưa background cho nhìn nó hơi bị rối, cho nên các bạn đẹp ha. Thì muốn định dạng, muốn chỉnh sửa cái này, không phải là mình chỉnh sửa từng slide, được chưa? Mình có thể chỉnh sửa từng slide được, nhưng mà nó rất là tốn công. Bây giờ mình chỉ cho các bạn cách mà sửa, là mình sử dụng công cụ là Slide Master. Thì vào View đây, chúng ta chọn cái Slide Master. Yeah. Thì các bạn để ý nè, nay đây là cái một cái mẫu slide mặc định. Thì trong cái mẫu slide mặc định này nó có rất là nhiều cái layout con phía sau, tức là rất nhiều cái layout định dạng khác nhau trong này. Ví dụ như chúng ta có là gì, tiêu đề và nội dung, à, hai tiêu đề, với tiêu đề lớn và tiêu đề nhỏ, rồi tiêu đề và nội dung có thay title content đó, hoặc là gì, là title, hoặc là gì? Các mẫu nó sẵn. Thì các cái này này là thực tế là nó các cái mà chúng ta đã chọn bên ngoài á, chuột phải chọn layout này là cái này này, đó là nó đó, được chưa? Thì mình định dạng nó, tức là gì, mình định dạng cái cách mà mình hiển thị bên ngoài. Để cho chúng ta chọn view, chúng ta chọn là gì, slide master, chúng ta chọn. Thì các bạn để ý nha, khi chúng ta sử dụng bên ngoài cái layout nào thì chúng ta chỉ cần rê chuột vào, đây là layout master, tức là layout chính, được chưa? Còn trong cái layout chính này nó có nhiều cái cấu trúc layout con thì chúng ta hiển thị thế này, thì mình có sử dụng cái slide nào á, trong cái mẫu này á, thì nó sẽ hiển thị luôn, à cái title slide này đang được sử dụng bởi slide 1, rê chuột dưới là title content này đang được sử dụng bởi slide 2 và slide 3, được chưa? Đó đó là cái phần mà gì, nó có nói cho mình biết được chưa? Còn khi chúng ta chỉnh sửa, có thể là chỉnh sửa, nếu chúng ta chỉnh sửa trên slide chính này này thì tất cả các slide dưới các layout còn lại nó sẽ lấy hết cái định dạng trên slide chính luôn. Còn nếu chúng ta muốn chỉ muốn chỉnh sửa một cái mẫu nào đó thôi, layout nào đó thôi, thì chúng ta chọn vào nó chính nó, chúng ta sửa, được chưa? Vậy thì dù chúng ta làm ra nhanh luôn, chúng ta làm ở ngay cái slide đầu tiên á, là trên cùng á, slide cha đó, chúng ta làm luôn. Thì ở đây chúng ta ví dụ như số máy là cái phần nội dung, là cái phần nội dung của mình là cái phần footer đúng không, thì muốn nó nằm ở đây chứ không phải nằm ở giữa nữa, thì chúng ta cứ cần tìm đúng nó, gọi tên ra cái này, thay đổi là vị trí đúng không, chúng ta thay đổi sắp xếp để cho phù hợp, rồi thay đổi màu sắc gì đó, ví dụ như là gì, màu đỏ in đậm,
chúng ta vào home, chúng ta vẫn đang ở trong slide master nha, chưa ra ngoài. Giờ chúng ta đang chỉnh sửa trong slide master. Trong slide master chỉ chỉnh sửa định dạng, không nhập liệu. Nhập liệu là ở bên ngoài, bên trong này là chúng ta chỉ chỉnh sửa định dạng như style, màu chữ, kích thước chữ, vị trí gì đó, nói chung là hình ảnh gì đó chúng ta thay trong này thôi, chứ không có hình ảnh chung á, cái layout chung á, chứ không có sửa hoặc là thêm dữ liệu ở trong này. Cho nên nhớ nha, đang hiển thị cái menu slide master này, tức là tôi đang chỉnh sửa trong slide master, nó khác với cách cái mình đang nhập liệu bên ngoài nha. Nhiều bạn sẽ bị nhầm là một nhập liệu một hồi cuối cùng ra ngoài nó sai đó, được chưa? Vậy thì chúng ta có là gì? A đây là số mấy, có thể là gì? Mình nhìn sơ chút xíu là thấy nó bên trái rồi, con chữ nó to hơn chẳng hạn. Rồi đây đây, rồi tiếp theo là gì? Là cái ngày tháng năm, ngày tháng năm nó có thể nằm giữa, được chưa? Và nó có thể là cái kích thước nó có thể rộng hơn chút xíu, mình cứ làm đi, nó không yêu cầu mà. Màu đỏ giờ lấy cho cùng kích thước ha, bên này 18 này thì chúng ta chọn này luôn, 18 luôn, màu đỏ yên đậm luôn, được chưa? Ngoài ra chúng ta có cái phần là gì, là số số slide, thì chúng ta làm tương tự cũng là 18 thì cái này, được chưa? Thì các bạn để ý không, mình sửa trên slide chính thì các slide dưới, các cái layout dưới nó có làm chưa, mình sửa layout master thì nó có ha. Cái này là không nhập vào nha, mà đang lấy ví dụ từ bên ngoài á, được chưa? Mình đang nhập hồi nãy á, để cho nó hiển thị ra, được chưa? Chứ không phải nhập liệu trong này nha, trong này chỉ định dạng thôi. Rồi ví dụ như mình chỉnh sửa xong thì chúng ta vào lại cái menu slide master, ta tắt đi cloud đi, được chưa? Thì bên ngoài nó tự động nó áp dụng ha. Vậy thì thay vì chúng ta chỉnh sửa trên từng slide nhỏ như thế này thì chúng ta là gì, chúng ta có mười mấy slide hay là rất là nhiều slide, thì chúng ta vô phần slide master chúng ta sửa thì tất cả các slide đang áp dụng layout nào thì nó sẽ áp dụng theo đúng định dạng mà mình chỉnh sửa như thế, được chưa? Đó là cái tính năng của phần slide master. Rồi đó là cái phần chỉnh sửa phần footer như mẫu này, được chưa? Rồi để bài yêu cầu nữa là gì, tạo hiệu ứng transition cho bất kỳ cho tất cả các slide, tức là sao, là hiệu ứng chúng ta có 3 slide thì mặc định nếu chúng ta không có hiệu ứng gì hết, chúng ta không có hiểu gì hết á, thì khi chúng ta slide show lên á, thì nó thôi như thế này, nó chỉ là như thế này thôi, như thế này thôi và như thế này thôi. Bây giờ mình đề bài bảo là gì, bạn hãy tạo hiệu ứng đi, thì hiệu ứng bất kỳ, thì thay vì chúng ta chọn một cái chúng ta tạo hiệu ứng cho nó đẹp cũng được, không sao hết, chọn transition nếu ít nha, ví dụ như này lên này, này là qua trái đi chẳng hạn nè, cái này là gì, bung ra hai bên đi chẳng hạn đó. Thì khi chúng ta trình chiếu này, slide show chọn lên đó, thấy chưa, rồi lên này, giờ qua trái này đó, sau đó là gì, bung ra hai bên này đó, thì đó là cái cách mà chúng ta gì chọn hiệu ứng chuyển cảnh, được chưa? Thì trong cái phần hiệu ứng chuyển cảnh nói luôn chút xíu cho bạn dễ hình dung, thì thứ nhất ví dụ như hiệu ứng chuyển cảnh của cái phần viết này này, đó là từ bên phải sang bên trái đúng không, thì trong bao nhiêu bài hay nhiều mục đích của các bạn sử dụng thì nó có phần option này, các bạn có thể đổi hướng cho nó là gì, từ trên xuống hay từ trái qua phải hay là từ dưới lên, bất kỳ chúng ta mong muốn ha, nó có cái phần option lựa chọn thêm, còn bên phải và bên trái nó là mặc định của nó, được chưa? Mình có thể lựa chọn thêm mà mình mong muốn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phần timing. Phần timing này nó sẽ là gì, nó sẽ tự nó chuyển cảnh, tức là nó chuyển sang slide tiếp theo khi nào, khi chúng ta click chuột hoặc là khi chúng ta định hình được cái thời gian của trình chiếu một slide nào đó bao lâu đó, thì chúng ta chọn là after bao nhiêu thời gian bao lâu đó, thì nó sẽ tự động trình chiếu sang slide tiếp theo mà không phải click chuột, được chưa? Ví dụ như chúng ta chọn nè, được chưa? Rồi chúng ta tự động nó chuyển nha, nãy chúng ta để ở slide 1 hay slide 2 đó. Rồi ví dụ như trường hợp chúng ta muốn áp dụng một cái gì đó cho tất cả các slide, thì ngoài việc chúng ta sửa trong cái phần slide master thì chúng ta có thể chọn nhiều, ví dụ chúng ta chọn 1, chọn 2, chọn 3, được chưa? Thì nhân cách nhấn giữ control, hoặc là chúng ta nó liên tiếp nhau thì chúng ta nhấn giữ shift, chúng ta nhấn giữ cái slide cuối cùng, được chưa? Và chúng ta chọn cái hiệu ứng gì đó, được chưa? Hiệu ứng gì đó và chúng ta định hình thời gian nó cho nó chuyển cảnh ha. Thì chúng ta chọn gì, slide, chọn trình chiếu, được chưa? Đó, nó tự động chuyển cảnh khi mà nó trình chiếu xong nội dung. Nhớ nha, khi mà nó trình chiếu xong nội dung trên slide thì nó tự động chuyển cảnh. Thì tại vì mình đang để đó là gì, là phần after, để cho phần nếu chúng ta muốn chủ động được thời gian thì chúng ta để lý cuộc, được chưa? Để. Rồi đó là cái phần transition. Tiếp theo là chúng ta trình bày các nội dung của cái slide, thì các nội dung của slide các bạn sẽ để ý thấy nó có cái background giống nhau đúng không, thì một số bạn sẽ nghĩ tới chuyện là chúng ta chèn hình, ví dụ chúng ta chèn hình như sau, chúng ta insert cái phần picture đi chẳng hạn.
đây đây chẳng hạn, được chưa? Đó thì các bạn nghĩ tới chuyện là truyền hình như thế này đúng không? Ví dụ một slide này nó truyền hình như thế này đó, thì thứ nhất là gì, nó mất cái tại vì sao, cái slide mình đối với bộ cái 2016 nó đang ở chế độ wide á, tức là gì, là 10 16 9 á, màn hình rất là rộng, cho nên là hình ảnh chưa chắc nó là phù hợp, được chưa? Cho nên khi chúng ta kéo như thế này á, có thể làm dưới được mà, nhưng mà chủ yếu tôi đang nói về hình ảnh trước ha. Thì khi chúng ta trình chiếu, chúng ta đẩy xuống dưới như thế này, thì thứ nhất là nó bị mất một một kích thước một chút xíu về hình ảnh và mấy công mình chỉnh sửa. Sau đó là phải copy để bỏ lại sang các slide trên nữa, được chưa? Thì có một cách chỉ cho các bạn như sau. Các bạn sẽ vào cái slide nào cũng được, chúng ta chọn cái phần là design. Ở cái này chúng ta sẽ chọn là gì, format background, tức là chúng ta chỉnh sửa định dạng của background. Mình mặc định nó là gì, nó là một cái màu đơn hoặc màu nó là màu trắng. Thì nếu chúng ta muốn sử dụng hình ảnh thì chúng ta chọn là picture, từ tại vì từ 2016 trở lên là nó hiển thị cái thanh học thoại bên này nha. Rồi chúng ta muốn hình ảnh mặc định thì chúng ta chọn cái mặc định, cái mẫu có sẵn. Còn nếu không thì chúng ta chọn file, chúng ta có cái file nào đó và chúng ta chọn vào để nó như thế này, nó tự động nó co giãn cho mình và không cần chỉnh kích thước gì luôn, được chưa? Rồi nếu như chúng ta muốn áp dụng trên mỗi slide thì thôi, được chưa, thì chúng ta để bình thường. Còn nếu tiếp là sau mình chỉ là slide tiếp theo. Còn nếu như chúng ta muốn áp dụng hết tất cả các slide còn lại thì các bạn sẽ nhấn vào gì, apply to all, đó thì nó sử dụng hết, được chưa? Rồi chúng ta tắt đi đó, thì bây giờ nó có cái gì, cái background phía sau, mà background phía sau nó là cái background, cho nên chúng ta không có chọn được kiểu di chuyển được ha, không như cái hình lúc nãy, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ định dạng cái gì, định dạng cái slide trước là gì. À, đối với các bạn thì bài này đơn giản thôi, mức độ đơn giản chưa làm gì hết, các bạn cứ chọn là màu sắc bình thường nếu như chưa cầu về cái phần gì, phông chữ màu chữ cái thứ chữ cho đẹp thì chúng ta chọn bình thường thôi, được chưa? Rồi à, bỏ xuống dưới ha, cái này bỏ đi, để bỏ xuống dưới cho nó giống như mọi đề bài, được chưa? Rồi còn nếu như đề bài bảo là gì, mình sử dụng cái phần này bộ A thì chúng ta nhớ nha, cứ chọn này, chọn phần format này, đừng insert bộ A nha. Nếu chúng ta đã có sẵn cái đoạn test trong này rồi thì chúng ta chọn cái ô đó, chúng ta chọn phần format thì nó sẽ có phần bộ A style. Còn nếu chúng ta chọn nhầm, chọn insert bộ A thì nó sẽ hiển thị ra một cái khung để chúng ta nhập liệu vào, tức là nhập cái test mới ha. Bây giờ chúng ta có sẵn rồi, chúng ta chọn menu format luôn và chúng ta chọn cái mẫu nào đó, ví dụ như là bài chúng ta thấy giống chẳng hạn, chúng ta chọn cái này rồi sẽ chuyển xe gì, à, cái phim cái nền bên trong là màu đỏ chẳng hạn, đó như thế này, được chưa? Đó là chỉ cách ha. Thứ nhất, nếu chúng ta không cần dùng bộ A thì chúng ta làm cái này, còn dùng bộ A thì chúng ta vô cái phần menu format của nó. Rồi cái thứ hai tương tự như vậy ha, ví dụ mình thấy giống mình làm luôn, được chưa? Đây làm thủ công nha, tôi nói đang nói là làm thủ công trước ha, chọn một cái nào đó bất kỳ các bạn xem, còn tí nữa tôi chỉ bạn cách làm nhanh, được chưa? Rồi đối phần này là cái phần gì, smart thì chúng ta chọn cái mẫu luôn, chúng ta chọn menu design của phần smart tool này, chúng ta chọn color, được chưa, và chúng ta chọn màu sắc tướng. Thì cái bộ màu sắc này có thể là nó không giống như bộ màu sắc của mình, vì bộ màu sắc này có thể là đang nằm ở bộ fit 203 210 cho nên nó không giống của mình ha, không sao hết, mình cứ chọn một cái mẫu nào đó là chúng ta định dạng lại cho do cho giống với đề, gần giống với đề là được, được chưa? Vì nó sẽ có một cái, thứ nhất là chọn màu màu sắc, thứ hai là chúng ta chọn cái style. Style các bạn sẽ để ý, nhìn chút xíu cho mình, nó là có cái style có độ bóng này nè, tại vì cái hình nó hơi mờ, được chưa? Cho nên chúng ta sẽ chọn cái style dạng 3D chút xíu ở đây chẳng hạn, được chưa? Nó có độ bóng đó cho các bạn dễ hình dung nha, nhiều khi các bạn nhìn hình các bạn không thấy đó, nhưng mình nói luôn các bạn dễ hình dung. Rồi tiếp theo tương tự chúng ta có cái này, bây giờ làm lại lâu thấy lâu không, rồi tí nữa mình chỉ cách nhanh. Rồi ví dụ cái này mình không làm luôn, rồi mình chỉ chỉnh sửa cái này thôi là gì, à vẫn là chỉnh sửa màu sắc, chọn màu sắc là có sẵn đi đó, rồi chọn cái mẫu tiếp nếu có là thấy có độ bóng phía sau không, thì chúng ta chọn, chịu khó nhìn chút xíu nha các bạn, nhiều khi cái đề giao cho mình nó cũng không có rõ lắm, cho nên là mình chịu khó mình nhìn, mình chọn mẫu chút xíu đó, thấy chưa, là xong xong hết rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ làm cái này ví dụ như có 2 slide thôi thì mình làm bằng tay cũng được, nhưng mà nếu có trường hợp nhiều slide quá thì mình làm biến, nó cùng cái layout đúng không, thì các bạn tôi chỉ các bạn cách làm nhanh này, qua sang phần view này, chọn slide master này, chúng ta đang muốn sửa slide nào, slide có cái tiêu đề và nội dung đúng không, là title content đúng không, chúng ta chọn vào cái tiêu đề này, thấy chưa, nó là nó giống y chang bên ngoài á, nhưng mà mình không phải nhập liệu mà đây là đang định dạng thôi, chúng ta chọn format, chúng ta chọn cái mẫu nào đó, rồi ví dụ như một cái chữ một đỏ thì chẳng hạn, thấy chưa, thì khi ra ngoài ha, khi ra ngoài chúng ta vào slide, tắt slide master đi, nhớ chỉnh sửa slide master xong tắt đi, thì ở cái slide thứ ba này
mình cần làm không? Không. Ví dụ như mình làm tiếp một cái nữa đi, thì mình nhập liệu vào nó chỉ là gì? À, công nghệ thông tin cơ bản chẳng hạn đó. Tại vì sao? Nó đang lấy cái mẫu từ layout của cái trong slide master mình đã định dạng rồi, cho nên là gì? Định dạng một lần và sử dụng là gì? Sử dụng cho tất cả các slide còn lại rất là nhanh. Được chưa? Đó là cái ý nghĩa của phần slide master cho mình ha. Là xong rồi đó, là xong phần trình bày nội dung. Rồi, trong cái mỗi slide chúng ta sẽ có đề bài yêu cầu là trình bày hiểu cho tất cả các nội dung trên slide cho tôi. Tức là gì? Trên slide nào cũng phải có cái gì đó thì trình bày hiểu cho mình hết. Thì hiệu ứng thì do các bạn, nếu như không yêu cầu hiệu ứng gì hết, thì các bạn tùy chọn. Được chưa? Và có thể tự động hoặc là lấy chuột được, không sao hết. Thì ở đây chúng ta chọn vào ví dụ như slide 1 nó chỉ mỗi tiêu đề thôi. Chúng ta chọn animation và chúng ta chọn hiệu bất kỳ, muốn làm nhanh đó, làm nhanh luôn đi, đừng có suy nghĩ lâu ha. Thì chúng ta thì à nó sẽ là gì, click ha, nó khác chút xíu so với cái transition ha. Transition nó là gì? Nó là click chuột hoặc là sau bao giây. Còn đối với cái phần là gì, các hiệu ứng trên cùng một slide á, thì tại vì trong slide nó có thể có rất là nhiều cái đối tượng, cho nên nó sẽ có ba cái cách như sau. Thứ nhất là chúng ta on click, tức là click chuột. Thứ hai là with reverse, tức là gì, là chạy song song với cái trước đó, tức là cái hiệu ứng trước đó đang chạy gì thì mình chạy song song với nó. Và cái thứ ba là after reverse, tức là chạy theo thứ tự cái này trước cái này sau, được chưa? Tức là mỗi slide chúng ta có thể có nhiều hướng, thì chúng ta mở cái thanh là gì, animation panel này lên, được chưa? Ví dụ chúng ta có mỗi cái tiêu đề thì chúng ta xét thế nào cũng được, à chúng ta chọn cái nào cũng giống nhau, bỏ cái chuột đi là được, còn hai kia là tự động, được chưa? Tiếp theo là gì, à ví dụ như tiêu đề đây, được chưa? Chúng ta chọn animation là một cái mẫu rồi đó, đây, được chưa? Và chúng ta chọn là gì, à with reverse, tại vì nó là cái đầu tiên trên trên slide mà, cho nên là gì, chúng ta có thể để with reverse hay là gì, cái after reverse cũng như nhau hết. Rồi đối với cái phần là gì, nội dung của phần bài hàng này, chúng ta ép hiểu gì đó bất kỳ này gì ha. Đó thì bây giờ này, đây, nó sẽ một hai hướng hiệu ứng tiêu đề và hiệu ứng của nội dung, được chưa? Thì chúng ta à bây giờ nó có này, nếu như ta để with reverse thì hai cái bức thanh này nó bằng nhau. Nếu chúng ta để after reverse, tức là gì, thứ tự là màu xanh này trước và màu xanh này sau, thấy chưa? Bạn để ý bên này nha, thấy chưa? Thì cho các bạn hiểu được là gì, with reverse với là gì, after reverse nó là gì, được chưa? Rồi chạy chút xíu rồi các bạn dễ dùng trước ha. Được chưa? Cái slide 3 mình chưa chỉnh sửa mà mình để thời gian nó hơi nhanh á, cho nên là mình cảm thấy nước nó hơi nhanh. Ví dụ như để cái transition của con cái này, cái hiệu ứng này đi nha. Để cái animation của hiệu ứng này nó có delay, có thể là gì, thời gian nó dài dài chút xíu. Cái này một kéo ra này, hai là các bạn gì tăng lên này, tăng lên này, cấp như nhau hết, tức là cái thời gian chạy của cái hiển thị của cái hiệu ứng là đèn sản phẩm nông nghiệp này này, là nó là 1.35 30 giây. Anh nó từ từ như thế, nó chậm hơn chút xíu để có thời gian, được chưa? Rồi đó là cách làm ha. Còn nếu bạn không yêu cầu thì mình cứ làm, mình đây mình chỉ cho các bạn cách sử dụng ha. Rồi à, nó cũng giống như cái phần mà mình định dạng, được chưa? Thì cái phần mà mình xét cái hiệu ứng đó, thì nếu như mà các bạn lười hay các bạn không muốn mà làm nhiều lần, thì tất cả các slide cái layout nó giống nhau đó, thì các bạn có cùng một hiệu ứng giống nhau đó, thì các bạn có thể vào slide master. Cái slide master chúng ta có thể định dạng tạo được cái hiệu ứng cho tất cả các slide theo cái layout này luôn, bằng cách là chúng ta vào phần transition. Nhớ nha, mình đang sửa cái slide master thì nó cũng mở giống y chang như bên ngoài, nhưng mà nhớ trong slide master, nhớ cho mình một cái, trong slide master chỉ chỉnh sửa hoặc là định dạng thôi, không nhập liệu trong này nha, được chưa? Được chưa? Khi muốn nhập, khi chúng ta chỉnh sửa xong slide master là quay qua start slide master tắt liền. Nhiều khi các bạn sẽ bị trong quá trình làm bài, các bạn bị quên, các bạn sẽ vẫn để ở trong slide master, các bạn soạn thảo một người trong này luôn, được chưa? Thì khi ra ngoài các bạn rối rồi, xong hết thời gian, được chưa? Nhớ nha, đang ở slide master thì chúng ta làm xong hết định dạng xong chúng ta tắt ra ngoài, hoặc là chúng ta cứ nhập hết bên ngoài đi vào slide master chỉnh sửa sau. Được chưa? Rồi ở trong này ví dụ như chúng ta có hai cái test, thứ nhất là test tiêu đề thì chúng ta chọn animation cho nó cũng được, rồi sau đó thì chúng ta có phần test nội dung phía dưới, test box nội dung phía dưới chọn animation gì đó, thì ở bên ngoài nó sẽ áp dụng ở trên ngoài, được chưa? Thì đó là nó sẽ áp dụng cái animation theo slide master hoặc là cái animation bên ngoài mình muốn xét cũng được, thì thực tế nó cũng ít slide thôi, mình định dạng thế nào cho nó nhanh nhanh cũng được ha, cách nào mà mình làm cho nhanh. Chưa, là xong, bài này là chúng ta xong rồi đó, đơn giản vậy thôi.
À, đề bài không yêu cầu về timing bao nhiêu, thời gian bao nhiêu và cái mẫu animation transition là loại này dạng như thế nào thì mình cứ chọn bất kỳ nha. Làm sao mà mình làm bài nhanh nhất có thể. Rồi, xem chút xíu nha, có hỏi gì thì